Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới chuyển động trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, hôm qua, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đã triệu tập nội các chiến tranh để trình bày kế hoạch tấn công trên bộ ở Rafah và ra lệnh sơ tán cho người Palestine đang trú ẩn ở thành phố cực nam của Gaza. Văn phòng Thủ tướng Israel cũng đưa ra tuyên bố cho biết nội các chiến tranh đã phê duyệt kế hoạch cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho giải Gaza. Tối qua, Thủ tướng Netanyahu đã trình bày với nội các chiến tranh kế hoạch hoạt động cho cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, đồng thời ông cho biết sẽ có kế hoạch sơ tán gần 1,5 triệu người Palestine đang tìm nơi ẩn náu ở thành phố này. Văn phòng Thủ tướng Israel cùng ngày đưa ra tuyên bố về kế hoạch mà quân đội Israel trình lên nội các chiến tranh, tuyên bố đề cập kế hoạch sơ tán người dân khỏi các khu vực giao tranh ở giải Gaza và kế hoạch hoạt động sắp tới, nhưng không đề cập cụ thể liệu hai kế hoạch này có liên quan đến kế hoạch tấn công Rafah hay không. Trong tuyên bố khác, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nội các chiến tranh đã phê duyệt kế hoạch cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho giải Gaza. Kế hoạch sẽ được thực hiện theo cách ngăn chặn tình trạng cướp bóc đã xảy ra ở phía bắc Gaza, nhưng không đề cập lý do viện trợ chưa đến được. Liên quan đến kế hoạch tấn công Rafah, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CBS hôm qua, ông Netanyahu cho biết đã yêu cầu quân đội để trình kế hoạch kép, bao gồm các chi tiết về cách sơ tán dân thường và cách loại bỏ các tiểu đoàn của lực lượng Hamas. Ngày 26 tháng 1, Tòa án Công lý quốc tế ICJ đã ra phán quyết yêu cầu Israel thực thi mọi biện pháp trong quyền hạn của nước này nhằm ngăn chặn hành động diệt chủng tại Gaza. ICJ đề nghị Israel báo cáo về việc thực thi phán quyết trong vòng một tháng. Dự kiến hôm nay Israel sẽ nộp báo cáo lên ICJ. Hôm nay cũng sẽ là ngày cuối cùng của phiên điều trần trước ICJ về hậu quả pháp lý của việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh người Palestine phẫn nộ khi Israel liên tục tấn công Gaza, thậm chí là không có an ninh ở khu vực an toàn do Israel chỉ định. Quân đội Israel nói rằng chúng tôi ở đây an toàn, nhưng ngày nào cũng có người thiệt mạng, ngày nào chúng tôi cũng bị ném bom. Khu vực an toàn ở đâu? Tất cả đều là lời nói trống rỗng, là vô nghĩa, không có khu vực an toàn ở giải Gaza. Chỉ no, một người mẹ vừa mất con cho biết: "Tôi sinh con trong tuần đầu tiên sau khi xung đột xảy ra." Tôi mong muốn có con suốt 8 năm trời và tôi đã cố gắng rất nhiều để có một đứa con. Ôi con tôi! Israel nhiều lần tuyên bố phối hợp để xác định khu vực an toàn cho dân thường Gaza. Tuy nhiên điều này theo người dân chưa được thực hiện. Chúng tôi nói lời từ biệt với những người thân yêu mỗi ngày. Chúng tôi đã chịu đựng 17 năm đói khát và bị vây hãm. Chúng tôi đã chịu đủ rồi. Một người dân khác chia sẻ. Chúng tôi không biết nói gì hoặc đi đâu. Chúng tôi mong cộng đồng quốc tế sẽ hành động mong rằng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế sẽ quan tâm đến sự tàn phá do quân đội Israel gây ra. Trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 tháng, một lượng lớn người Palestine đã mất người thân, nhà cửa và phải sống ngoài trời dưới sự bao vây của quân đội Israel. Họ hy vọng cộng đồng quốc tế nỗ lực ngăn chặn xung đột càng sớm càng tốt. Ở diễn biến mới nhất theo hãng tin Al-Jazeera, Thủ tướng Palestine ông Mohammad Tayyad hôm nay trao đơn từ chức cho Tổng thống Mahmoud Abbas. Theo ông Stayed, lý do từ trước là sự leo thang chưa từng có ở bờ Tây và Jerusalem bị chiếm đóng, cũng như xung đột diệt chủng và nạn đói ở giải Gaza. Xin được chuyển sang thông tin đang chú ý khác. Thưa quý vị, Iran hôm qua đã lên án các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ và Anh nhằm vào Yemen khi cáo buộc hai nước này đang khiến cho khủng hoảng leo thang. Hôm 24 tháng 2, Mỹ và Anh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 18 mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen, trong động thái trả đũa một loạt cuộc tấn công của lực lượng này vào các tàu hàng vận chuyển trên biển đỏ theo lộ năm góc nhiều địa điểm lưu trữ vũ khí tên lửa và bệ phóng của houthi đã bị phá hủy trong tuyên bố hôm qua bộ ngoại giao iran chỉ trích với những cuộc tấn công trên mỹ và anh đang khiến căng thẳng và khủng hoảng trong khu vực ngày càng leo thang đồng thời mở rộng phạm vi xung đột và bất ổn ngoài ra các hoạt động quân sự này sẽ không mang lại lợi ích cho cả washington và london ngoài việc làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh iran còn lên án mỹ và anh vì đã không hành động ngay lập tức để ngăn chặn các hoạt động quân sự của israel ở gaza khiến vô số người dân palestine vô tội bị thiệt mạng Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik hôm nay hội đàm với Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro để thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh khu vực và công nghiệp quốc phòng. Đây là chuyến thăm Seoul thứ hai của ông Del Toro kể từ tháng 10 năm 2021. Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tại cuộc hội đàm, ông Shin và ông Del Toro đã trao đổi quan điểm về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, phối hợp song phương về Triều Tiên và hợp tác công nghiệp quốc phòng. Cụ thể, ông xin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thế trận phòng thủ kết hợp với Mỹ để ngăn chặn các hành động khiêu khích của Triều Tiên và bày tỏ cảm ơn Mỹ vì đã triển khai tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân vào năm ngoái để thể hiện cam kết an ninh đối với Hàn Quốc. Về phần mình, ông Del Toro cho biết, Liên minh song phương Mỹ-Hàn là trụ cột của an ninh khu vực và nhấn mạnh tầm quan trọng của Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cũng trong ngày hôm nay, ông Del Toro đến thăm các nhà máy đóng tàu của Hàn Quốc để quan sát khả năng đóng tàu quân sự, cũng như khám phá tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực hàng hải. Trong thời gian ở Seoul, quan chức Mỹ cũng đã gặp Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim myung so và các tư lệnh hải quân và thủy quân lục chiến để thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ an ninh. Bộ trưởng Tài chính Nga ông Anton Silonov hôm nay cảnh báo Moscow sẽ trả đũa bất kỳ hành động nào của các nước phương Tây đối với tài sản của nước này ở nước ngoài. Phát biểu với hãng thông tấn RIA Novosti, ông Silonov cho biết Moscow sẽ trả đũa với bất kỳ hành động nào của các nước phương Tây đối với tài sản của nước này ở nước ngoài. Ông nói thêm, đây không phải là câu hỏi dành cho chúng tôi, chúng tôi đang theo dõi quyết định của các nước phương Tây. Phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga kể từ tháng 2 2022, đóng băng cả tài sản quốc gia và tư nhân. Theo hãng RIA Novosti vào tháng 10 2022, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã yêu cầu Ủy ban châu Âu soạn thảo đề xuất sử dụng tài sản bị phong tỏa để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Nga đã phản ứng mạnh mẽ trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Điện Kremlin cho biết đây sẽ là một bước nữa hướng tới việc vi phạm tất cả quy tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga tố cáo việc phong tỏa tài sản của nước này ở châu Âu là hành vi trộm cắp. Cơ quan báo chí của cảnh sát quốc gia Ecuador hôm nay đưa tin, cảnh sát và lực lượng vũ trang của nước này đã bắt giữ hơn 10.000 người bị tình nghi tham gia bạo loạn có vũ trang được khơi mào bởi cuộc bạo loạn trong nhà tù vào đầu tháng 1 vừa qua. Trong bài đăng trên nền tảng X, cơ quan trên cho biết, từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2, có hơn 10.000 người đã bị bắt, 268 người trong số đó là đối tượng tình nghi khủng bố, hơn 126.000 nhân viên thực thi pháp luật đã tham gia chống tội phạm trong thời gian trên. Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 3.000 khẩu súng, gần 20.000 thiết bị gây nổ và hơn 64 tấn ma túy. Hơn 210 cảnh sát và cai ngục bị bắt làm con tin đã được giải thoát. Tình hình mất kiểm soát an ninh ở Ecuador leo thang từ ngày 7 tháng 1, sau khi thủ lĩnh băng tội phạm Los Choneros có biệt danh Fito trốn khỏi nhà tù. Cuộc bạo loạn ở một số nhà tù nổ ra ngay sau đó. Ngày 8 tháng 1, Tổng thống Ecuador, ông Daniel Nobor đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm Tuy nhiên, lệnh này sau đó đã được dỡ bỏ ở 160 trong số 221 bang của Ecuador. Chính phủ Hàn Quốc hôm nay đã đưa ra tối hậu thư kêu gọi các bác sĩ thực tập đang đình công để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh sớm quay lại làm việc. Phát biểu với báo giới thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo cho biết Bác sĩ thực tập nếu từ chối quay trở lại làm việc chậm nhất vào ngày 29 tháng 2, có khả năng sẽ bị tước giấy phép hành nghề trong thời hạn tối thiểu 3 tháng và phải đối mặt với rắc rối pháp lý khác như bị điều tra và truy tố. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về sức khỏe cộng đồng khi các bác sĩ và chính phủ đang xung đột về kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y lên 2.000 sinh viên vào năm tới. Các bác sĩ biểu tình yêu cầu chính phủ tăng tiền lương và hỗ trợ điều kiện làm việc cho các nhân viên y tế trước khi tính đến chuyện tăng số lượng nhân sự trong lĩnh vực này. Trong tổng số 13.000 bác sĩ thực tập ở Hàn Quốc, hơn 10.000 bác sĩ đã nộp đơn xin từ chức, trong đó hơn 9.000 bác sĩ đã nghỉ việc. Tháp Eiffel, điểm thu hút khách du lịch hàng đầu trên thế giới ở Paris của Pháp đã mở cửa đón khách trở lại vào ngày hôm qua, sau 6 ngày đóng cửa liên tục vì các nhân viên đình công yêu cầu nhà điều hành tăng lương và có các biện pháp bảo trì tháp tốt hơn. Nhà điều hành tháp Eiffel CT hôm qua tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với các công đoàn sau khi cam kết phân bổ khoản đầu tư trị giá 380 triệu euro, khoảng 412 triệu đô la Mỹ vào năm 2031 cho công việc bảo trì và cải tạo tòa tháp. Tuần này, CT cũng sẽ tiến hành đàm phán về lương với các công đoàn dự kiến hoàn tất vào tháng tới. Các cuộc định công diễn ra kể từ ngày 19 tháng 2 và là lần đình công thứ hai tại tháp Eiffel trong vòng 2 tháng vừa qua các công đoàn chỉ trích nhà điều hành CT vì mô hình kinh doanh không hợp lý, số tiền phải nộp cho tòa thị chính Paris ngày càng tăng, dẫn đến giá vé đắt hơn. Trong khi đó, ngân sách dành cho việc bảo trì quá eo hẹp. Theo thông báo từ các công đoàn CGT và FO, các bên sẽ thường xuyên giám sát mô hình kinh doanh, đầu tư vào các công trình và doanh thu của nhà điều hành CT. Khách du lịch đã bày tỏ rất vui mừng trước việc tháp Eiffel mở cửa trở lại. Tôi rất vui khi thấy tháp mở cửa trở lại. Tôi sẽ vô cùng thất vọng khi đến Paris mà không được tham quan tháp Eiffel. Thật may mắn khi điểm du lịch nổi tiếng này đã mở cửa trở lại.